làm gì vậy? Bố đang định làm một thứ bất ngờ cho mẹ con. Trong đầu sẽ mang về cho mẹ con bất ngờ đầu năm. Vừa mới sáng ra rộn vang khắp nhà, tiếng ồn nào trong gian bếp. Hai người đang làm cái gì đó hả? Còn chẳng biết đâu tại ba đó nha, trên bài bày ra rồi kêu con phụ ba. Tặng cho em chỉ mong em được vui, hộp mà ghi Tết ngon tự nhiên đủ đầy. Mẹ yêu ơi, cùng với ba và con nấu thật nhiều mà thật ngon. Cả nhà cùng nấu, cùng nấu, cùng nấu mà ghi cùng ta đón Tết. Cả nhà cùng nấu, cùng nấu, cùng nấu thơm ngon tự nhiên yêu mến. Thật nhiều món gọi mời, nhà mà ghi tuyệt vời. Nhà mình Tết nay vui thật vui quá đi thôi. Tinh thần lâng lâng ngọt ngào Tết bên người thân. Và đây nhà mình chung tay cùng nhau góp sức làm nên Tết này. Ba phụ giúp mẹ một tay và thêm con nữa xem vậy thật vui. Mà ghi nêm nếm nhanh nhanh, mẹ cho thêm chút nước tương dầu hào, hương thơm nghi ngút ngọt ngào là nên mâm cỗ vui sao Tết này. Hạnh phúc đầy ắp sum vầy, cả nhà chung sức Tết này ngọt ngào. Cả nhà cùng nấu, cùng nấu, cùng nấu mà ghi cùng ta đón Tết. Cả nhà cùng nấu, cùng nấu, cùng nấu thơm ngon tự nhiên yêu mến. Mình cùng nấu thật nhiều, thật nhiều phúc tuyệt diệu. Gian bếp xuân bao niềm vui mới thân yêu. Mùa xuân đến, xuân đến, xuân đến, chúc nhau một năm sung túc. Và mùa xuân đến, xuân đến, xuân đến, món ăn làm nên câu chúc. Nhà mà ghi tuyệt vời, ngon tự nhiên xuân ơi. Góp sức vào Tết thêm tươi Tết.